Câu lạc bộ Lang cho phép Huỳnh Như nghỉ phép để cùng tuyển nữ Việt Nam thi đấu hai trận gặp chủ nhà Nepal ở vòng loại Olympic Paris 2024. Trở về với các cô gái Việt Nam thôi, Huỳnh Như chia sẻ trên trang cá nhân cùng tấm ảnh khoác áo tuyển nữ Việt Nam sau khi câu lạc bộ Lang đồng ý cho cô về nước tham dự vòng loại 1 Olympic 2024. Kể từ khi sang Bồ Đào Nha thi đấu, Huỳnh Như vẫn chưa về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin trước đó, tiền đạo sinh năm 1991 sẽ không dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 mà sẽ chỉ thi đấu ở SEA Games từ vòng bán kết. Đây là một tin vui với tuyển nữ Việt Nam bởi Huỳnh Như là chân sút không thể thay thế. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông gọi lên tuyển một số gương mặt trẻ nhưng vẫn luôn mong đợi sự góp mặt của Huỳnh Như. Sự có mặt của Huỳnh Như giúp sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam tăng lên rất nhiều. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, Huỳnh Như là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Thái Lan, qua đó bảo vệ tấm huy chương vàng. Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á có 7 bảng đấu. 7 đội đứng nhất mỗi bảng tranh tài cùng đội nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai. Tại vòng loại 1 Olympic 2024, bảng C chỉ còn Việt Nam và Nepal do hai đối thủ Afghanistan và Palestine lần lượt rút lui. Do còn hai đội nên ban tổ chức quyết định thay đổi thể thức mới trong bảng này là thi đấu hai lượt giữa Việt Nam và Nepal vào ngày 5 tháng 4 và 8 phần 4 ở thành phố Kathmandu, Nepal. Đội giành chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Trường hợp hai đội bằng điểm và chỉ số thì sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ hoặc luân lưu.